Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì tôi có một người bạn đi tham gia một cái sự kiện, thì anh bảo với tôi rằng là sau khi mình chết đi thì mình còn đọng lại những gì. Nếu chúng ta làm mà chúng ta không thấy được cái giá trị của chúng ta đem đến cho xã hội thì chúng ta không thấy được cái động lực, cái đam mê. Tôi đã trải qua một cái quá trình hành nghề và tôi nghĩ rằng là mình có đủ kinh nghiệm để trả lời cho quý vị và các bạn một số câu hỏi dù cơ bản nhất. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống thì chúng ta không thể nói rằng ngày mai sẽ ra sao. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giúp cho những người có những cái điều kiện khó khăn hơn về kiến thức. Và tôi muốn chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta lan tỏa bằng tính nhân văn. Hai chị buôn bán ra ngoài chợ bảo rằng tôi đọc ở chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, đâu đăng ký ở chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đi. Tôi nghe rất là nhiều những người họ còn yếu những cái kiến thức và thậm chí rằng là không hiểu những cái kiến thức pháp luật Việt Nam. Và đó là một cái bài toán mà tôi muốn thông điệp này gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn một cái video có tên rằng có chia tài sản chung vợ chồng hay không. Việc có chia tài sản chung vợ chồng hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đây là cái câu hỏi của một vị độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cho mình hỏi, mình muốn ly hôn nhưng vợ chồng mình không có tài sản riêng, chỉ có ngôi nhà hai vợ chồng xây nhưng sổ đỏ đứng tên bố chồng. Nên giờ hai vợ chồng mình ly hôn thì mình có được chia gì không ạ? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn vị độc giả này đã gửi đến cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta một cái câu hỏi. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ tin tưởng tôi và tôi đặt trường hợp của bạn cũng giống như bạn tư vấn offline tại văn phòng tôi. Thứ nhất thì chúng ta sẽ đi trở lại vấn đề đất là của bố chồng, hiện vẫn còn đứng tên. Tuy nhiên rằng là bây giờ đất này đã được chị và chồng chị xây từ năm nào, điều đó rất là quan trọng để cho tòa án, nếu trong trường hợp có tranh chấp thì họ sẽ xét tùy theo thời điểm, tùy theo từng năm, có thể rằng là sẽ được chấp nhận, được tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân, cũng có thể là không được chấp nhận, cũng có thể là xem xét tiếp tục cho vợ chồng trên căn nhà này. Chúng ta sẽ nói về đất trước. Riêng cái thứ hai là cái nhà. Vậy thì hai vợ chồng có ngôi nhà, vậy thì ngôi nhà này là ngôi nhà của bố chồng hay ngôi nhà là do hai vợ chồng tạo lập bằng công sức, bằng mồ hôi, bằng cái lao động của hai vợ chồng? Chị nhé, nếu trong trường hợp quyền sử dụng đất vẫn là của bố thì chúng ta cũng có quyền ly hôn để đòi tài sản chung là cái căn nhà. Và trong trường hợp này thì khi khởi kiện thì chúng ta sẽ khởi kiện nếu chúng ta xác định cái thời điểm mà bố chồng cho xây nhà trên đất, từ thời điểm nào. Nếu trong trường hợp từ thời điểm năm 1980, từ năm 1978 mà chưa tách thửa thôi, chưa xuất sổ thôi. Còn cái căn nhà này chị có đóng góp vào tài sản chung vợ chồng hay không? Khi bà về làm dâu làm con trong cái căn nhà này
thì mình đã được căn nhà đã được có chưa, hay vợ chồng bằng cái mảnh đất trống mà vợ chồng xây lên. À, thưa chị, trong cuộc sống thì tôi cũng không có ý định rằng chị sẽ yêu cầu tranh chấp những gì không thuộc về của chị. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp chị đưa ra cho tôi một cái tình huống rất là cụ thể, rằng là vợ chồng chị kết hôn và chị đã ở trên đất này từ thời điểm nào, thứ hai là cái căn nhà đó là của vợ chồng chị hay là của bố chồng, thì tôi sẽ đưa ra những cái tư vấn cụ thể hơn. À, thông qua cái video này thì tôi tạm đặt cho cái video tên như vậy, để chúng ta có thể biết được rằng nếu trong trường hợp chúng ta là vợ chồng, chúng ta đóng góp trong cái khối để xây dựng lên căn nhà này, thì chúng ta sẽ được hưởng nửa căn nhà đó. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta đã được bố mẹ tặng cho, tuy nhiên cho tới thời điểm này bố mẹ của chúng ta chưa đứng tên, vẫn còn đứng tên bố mẹ chúng ta, thì chúng ta sẽ thối lại cho ông với bà bằng giá trị, bằng tiền, và chúng ta sẽ được tiếp tục quản lý sử dụng căn nhà này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Được Ta. Tôi có một số cái bất động sản mà một số khách hàng họ có những cái điều kiện họ cần sang nhượng, họ cần mua bán. Nếu quý vị và các bạn nào đó muốn quan tâm để đầu tư hay để ở, thì chúng ta sẽ coi ở những cái đường link, chúng ta sẽ bấm ở cái đường link phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa chúng tôi sẽ vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã có những cái comment cổ vũ, khích lệ tinh thần của tôi trong suốt những hơn một năm qua. Nào là video chia sẻ hay quá, nào là cảm ơn chị. Chỉ cần như thế là có đủ động lực để tôi cống hiến cái sức khỏe và kinh nghiệm tặng cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.